Chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình có vài món đồ nghề Nhật giới thiệu đến anh chị và các bạn nhé. Món đầu tiên là con dao. Dao Nhật. Thép rất là dày nha. Lưỡi dài 10 cm. Về độ độ dày lưỡi là khoảng 8 ly. Mã sản phẩm này là 500 giá 300k nha. Món kế tiếp là một cây hước Nivo của Nhật. Made in Japan nha. Có 500 luôn nha. Hết rất là mạnh. Mã 501 giá 200k nha anh chị. Kế tiếp là cái máy mài khuôn Rosson. Xài điện 100V của Nhật. Số vòng quay là 13.000 vòng trên phút. Cái này nó xài mũi nhỏ nha anh chị. Mũi này tầm 2 mm. Cốt nó là 2 mm. Đã test ok nha. Chạy ok. Xài điện 100V. Mã 502 250k. Kế tiếp là cây kéo cắt ống. Phi 42 ly. Cắt tối đa ống 42 ly. Của Mary. Lưỡi còn cũng khá là ok. Mã 503 giá 300k. Tiếp theo là một cây cử. Cử này gắn vô máy máy cưa tay á, để mình canh mình cưa xẻ cái miếng ván thẳng hàng. Mã 504 giá 180k. Tiếp theo là một cuộn chì hàng. Chị hàng của Nhật. Chị này xài rồi nó còn khoảng 700 g. Phi 1 ly 6 nha. 1 ly 6
Chè Nhật thì nó có sẵn cái nhựa hông bên trong chè luôn, khi mình hàn rất là dễ dễ bám, mối chì rất là đẹp luôn. Chì hàng mã 505 giá 250k. Tiếp theo mình có một bộ bộ dừa đồ dùng làm da, chuyên dụng bên làm da nha, làm đồ da. Nó có năm đầu như vậy, năm đầu khác nhau. Bán bộ 5 cây mã 506 250k nha. Tiếp theo là một cái món này mình cũng không biết mà công dụng làm gì. Nó giống như là cái cân, nhưng không biết cân theo cách nào. Đây mình thử cho các bạn coi. Đây nó có dãy số là 1.000, từ 0 đến 1.000, 1.000 gram, 1.000 gram. Anh chị biết hay là biết chức năng nó hay là mua sưu tầm thì mua nha. Mã nó là 507 180k. Tiếp theo là hai cây kéo cắt cành và kéo tỉa lá. Mình bán bộ này hai cây nha. Trong hàng bãi về thì mình không có làm lại, không có mài lại nha, để nguyên. Nè, tình trạng nó thì đứt cái quai này, anh chị bấm lại thì xài. Chốt đồng cái chữ chữ Nhật luôn, hai mặt lưỡi nè. Cái kéo này thì hàng nó là cũng nội địa nhưng mà không có mộc, lưỡi còn khá đẹp. Bán hai món luôn nha, mã là 508 giá 350k. Tiếp theo là một cây hước cuộn 30 m dây thép, của Japan, còn rất đẹp. Bên trong còn rất đẹp nữa. Mã là 509 300k. Đây là hiệu nó nè. Toàn bộ dây là bằng thép. Vỏ này là vỏ nhựa.
Mã 509 300k. Hớt dây 30 m. Tiếp theo là hai cây khóa vòng. Một cây khóa 19 ly và 24 và đầu 22 24 ly. Đây. Đảo chiều. Đây. Ok nha. Hai cây này mã 510, giá là 280k nha. Tiếp theo là bộ khóa của Nhật. Đây hiệu nó nè. Còn mới chưa sử dụng. Rất là nhạy luôn. Một trăm rưỡi ngàn nha. Mã 511. Cuối cùng là một cây hớt đo gấp của hãng SK Made in Japan. Còn khá là đẹp. Mã nó là 512. Giá chỉ 200k nha. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu thích thì bấm đăng ký và bấm theo dõi trên hình cái chuông để theo dõi những cái sản phẩm mới nhất mình đăng lên nha. Thông tin mua hàng thì anh chị có thể đi liên hệ số điện thoại ở đây 0334 830 843 của mình, hoặc là Zalo cũng số này. Rồi, cảm ơn anh chị và các bạn đã ủng hộ. Chào anh chị và các bạn nha.